Reuters ngày 17 tháng 4 đưa tin, Hải quân Mỹ cho hay tàu chiến USS Milius của nước này vừa đi qua eo biển Đài Loan một ngày trước đó, trong chuyến đi vài ngày sau khi Trung Quốc kết thúc tập trận quanh hòn đảo. Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận 3 ngày quanh Đài Loan hôm 10 tháng 4 sau khi diễn tập tấn công chính xác và mô phỏng phong tỏa hòn đảo. Hoạt động tập trận nhằm đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California hôm 5 tháng 4. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho hay tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius lớp Arleigh tiến hành quá cảnh thông thường ở eo biển Đài Loan qua vùng biển nơi quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng theo luật pháp quốc tế. Việc quá cảnh của tàu thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo hạm đội 7. Trên mạng xã hội, Chiến khu Đông Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA cho hay quân đội nước này đã theo dõi và quan sát tàu khu trục của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, theo Reuters. Trong một diễn biến khác, tờ Taipei Times ngày 17 tháng 4 đưa tin, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng truyền thông Mỹ dẫn tài liệu tình báo rò rỉ của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đại lục có thể chiếm ưu thế trên không trong cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa hai bên là không đúng. Tờ The Washington Post dẫn các tài liệu rò rỉ bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng hệ thống phòng không của hòn đảo có thể đủ sức phát hiện chính xác các vụ phóng tên lửa, đồng thời cho rằng chỉ hơn một nửa số máy bay của Đài Loan có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Đài Loan đã điều chỉnh các kế hoạch chiến đấu phù hợp, trong khi tiếp tục tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng phòng vệ để tăng cường sức phòng thủ, theo cơ quan phòng vệ Đài Loan. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.